Tại mình đang ở Hana nha cả nhà. Công ty mình lên trễ quá ha. Đây là những phần quà công ty tổ chức tặng quà cho các bạn. Hôm nay là sinh nhật công ty 22 tuổi nha cả nhà. Tức là kỷ niệm ngày thành lập công ty 22 năm rồi đó. Cho nên là công ty có tổ chức bữa tiệc nho nhỏ để chung vui với nhân viên. Nướng từ từ đi. Người già bút cơ mặc áo đồng phục đẹp quá trời luôn nè. Salad cá hồi với cá ngừ nè, trộn lên nè, mấy cái lát cá hồi nè, nó mấy lát cá hồi cam cam á. Trời ơi, con bạch tuộc khổng lồ dữ vậy. Trời ơi. Gì cách dụng quá vậy Nhi? Cách gì vậy? Của mình á, tại vì mình uống combo là cái nặng nè, nó bớt chút nữa thay vị khác. Bắt quả tang hai đứa đang làm trò vụng trộm. Đông quá. Một, hai, ba, vô. Nước ngọt mà vô dữ quá. Vô cùng ly vô, nhớ lẹ lên. Chúc mừng. Một, hai, ba. Vô. Cảm ơn mọi người nha. Bên đây. Chúc mừng bên Cảm ơn mọi người nha.
mấy phần trăm rồi này. Sạc được nhiêu pin rồi? Chắc 70 quá. Cái máy hả? Thằng này năm nay chơi được nè. Đúng ra em bon chị dậy, bạn vợ nói thôi anh bon chị giờ khó kiếm lắm, đủ xăng 3 ngày lận rồi chạy đúng đúng chị thôi. Không có chi đâu, có chi. Trời ơi, chắc chiều nay tôi về mất mưa quá. Trời ơi, nói cho nãy giờ thấy chị đón chỉ ngồi, chị trên chỉ ngồi ăn không đặc biệt nha. Cái phần hấp dẫn nhất, phần hấp dẫn nhất. Xào chứ. Quay tên, quay theo tên. Rồi, bây giờ nha, em sẽ quay ngẫu nhiên tên. À, cô tên người nào thì anh em sẽ tới đưa đây, mượn cái tắt này ra cho mọi người. Mọi người bóc ngẫu nhiên một cái nha. Rồi, đó, đúng rồi. Hôi luôn. Không, mở ra. Cơm bò tứ đựng. Trời ơi, phần quà giá trị nhất. Cái lượt thứ hai nha. Vé bay luôn, vé bay thiệt luôn trời. Vé máy bay một chiều nội địa Thái Mê Lai. Tất cả đều công bằng, đi chính văn minh. Anh là một bản biết mà nó cũng đẹp. Thằng Kiệt. Cái toán. Rồi đứng đây luôn đi, đứng đây quay luôn đi. Bỏ vô mới luôn đi, cái nào sao bỏ luôn luôn đi. Bạn biết, sao bạn có thể ẩn mình lại lấy món quà đi. Chú Tuấn. Mời chú Tuấn ngừng cổ ra ngừng món. Ngừng nhai. Có cái miếng không chút gì hết. Rồi luôn. Quà luôn. Quà luôn. Quà gì? Quà gì? Quà luôn. Năm nào cho con biết cảm nghĩ năm nào cũng quà không vậy. Không có mấy ba vậy. Vô đi. Đúng phải. Đây. Cái này giá trị lắm á nha. Không, năm nay quà coi như là các hãng cho giá trị lắm. Bỏ vô. Người mấy tiếp theo nè. Mấy người quay rồi nó có ra nữa không? Ờ ha không, em bỏ ra. Ai mua canh món có bán không? Cái không có bán được. Rồi, đây không có biết giá thế nào. Thảo. Chị Thảo đó ơi. Quà Việt Jet, combo Việt Jet. Chồng bảo hoài luôn. Rồi đưa làm không? Rồi xong rồi anh thu rồi. Rồi quay kìa. Hương. Ai Hương đây? Con Hương nó cứ trúng được bamboo không? Không trúng gì hết. Rồi, Việt Nam Airlines. Việt Nam Airlines. Rồi đấy. Sao vậy Việt Nam? Để em chốc đi. Còn 8 vé rồi nha. Rồi.
Chị Nhi, Miss Yến. Miss Yến, Miss Yến. Gấu không? Gấu không? Ý là nãy giờ ngồi đứng ở gần cái khu này là được bắt lắc đó. Rồi. Rồi chúc mừng, chúc mừng luôn. Nó bao chiêu? Chúc mừng. Cái bà nhỏ đây nè. Chị Na. Rồi, chị Mận luôn. Tới luôn rồi sao? Ngày chắc vô rồi quá. Bà bự cho bao nhiêu quá. Vậy đi. Hồi hộp, hồi hộp. Đây giao chị. Rồi tiếp luôn. Chị Lan. Ai bóc giùm Lan? Lan không có đi. Không đi à? Mẹ không biết, không là nãy phải lấy thằng của thằng hoài ra. Trên gì trên? Đi trên đâu rồi? Đuổi nó đi, đuổi đuổi đi mọi người luôn. Ta đây mặc là đỏ tình đó. Zip gấu bông. Đúng rồi. Trời ơi. Nó đứng còn gần thì nó cho em đuổi nó ra rồi mà cùng gần. Ủa, nào lia lịa luôn á. Rồi, tiếp nha. Chú Trúc. Chú. Em Airlines phải không? Ủa? Combo Việt Nam Airlines luôn. Việt Nam combo. Quá. Rồi đưa con luôn. Cao tay luôn. Hồi nãy con đi ngang. Hên quá. Nút hả? Cao tay. Đấy một tuần bước. Chưa. Chị Út. Chị Út ơi. Vẫn còn quà nha, vẫn còn phần quà đó. Bóng chú. Vẫn còn phần quà đó Út ơi. Thằng chú kìa. Mày đánh quá. Bé máy bay Việt Nam. Rồi. Vậy là bác kêu phòng cái tái cơ cấu nha. Đâu nè, nó bỏ đi rồi em vừa lại đứng cái chuyện này vậy đó không? Chú nói ăn người vậy. Không được, Tiên. Tiên ơi. Cái gì hai tay vậy? Cố lên, phụng hộ nè. Nè, một cái đồng dính tàn liền nè. Cố lên con, cố lên là chị. Ôi, đúng. Rồi, phôi luôn. Không, còn lại là sáu cái gì chứ biết. Sáu cái tổng hợp. Bé. Quá. Bé thiệt rồi. À, thành sao? Ủa, nó dài thông đi. Nó dài thông rồi. Vỗ tay cho cô liền. Cô chung nó bao. Cảm ơn cô. Mày sao con đâu?
Ủa rồi, rồi. Rồi. Dung, Dung. Chị Dung, chị Dung. Hy vọng vé nha, vé nha. Cái ghế mà gấu gì nữa. Cùng bộ bị ta mai lại. Trời ớt ơi. Nhiều nhiều lại bé phải không? Không có quà. Chị không đợi gì nổi không? Không có quà. Thư. Ai vậy? Thư. Đang nhỏ lọt, lọt xuống đất thì em nè. Em nè. Cái lọt cắt luôn rồi đó. Không, không. Còn có cái Việt Nam thôi đó nha. Mà em múc được chúng là hay lắm á. Không. Quà Việt Nam á. Nó với múc rồi kìa. Anh Phúc. Đâu đâu coi coi. Việt Nam, đó Việt Nam. Đâu đâu đâu. Đâu đâu. 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 Việt Nam ở đây. Oh yeah. Nè với bay nè chưa? Nè bay một kìa nó để bay bay. Dài dài có nghĩa là quà. À quà, trời quà mà. Quà của Việt Nam Mai Lai ông nội. Quà của Việt Nam Mai Lai. Nè, vé bay đàng hoàng nè, cái vô. Rồi về trước. Nó nữa. Chị nó. Nó kìa. Rồi tới rồi, tới rồi. Không để bà cái ghế luôn chỗ. Không để lại với vô chỗ. Ủa, chị đúng này vậy mà. Quà không ta? Nằm bu không? Biết. Sao mặc bố vậy? Vé Việt Nam Airlines. Không được. Việt Nam Airlines luôn. Còn hai người thôi. Còn có hai người thôi. Gần như rồi, tiếp theo là chị Ngân luôn. Không. Cuối cùng con quà cuối cùng của công ty. Con phân quà nha cô. Không không phải rồi hả? Có rồi. Bé. Còn cái bé, còn cái bé thôi à. Bamboo Airlines. Hàng xịn nhất đã về với cô Thảo. 2 triệu. Đúng. 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 Đúng.